Du khách nước ngoài tử vong trên vịnh Hạ Long. Khoảng 10 giờ sáng mùng 1 Tết, chiếc tàu du lịch có tên là Đông Đô 68 chở theo 25 du khách Nam Hàn đi thăm vịnh Hạ Long của Việt Nam, sau đó chuyển các du khách này xuống 3 chiếc đò chèo tay của công ty cổ phần du lịch Việt Á Victory để đi vào hang luồng. Do trời có gió mạnh, một chiếc đò chở 9 người bị lật úp, khiến bà Cheo Yong-yi, 69 tuổi, bị chết đuối. Giới hữu trách Việt Nam đang mở cuộc điều tra. Hang luồng nằm trên đảo Bồ Hòn, cách bãi cháy khoảng 14 cây số về phía nam. Cửa hang rộng khoảng 4 mét, cao 3 mét, không gian bên trong như một lòng chảo rộng hàng ngàn mét vuông, xung quanh được bao bọc bởi các dãy núi với những bầy khỉ chạy nhảy trên các vách núi đá, thu hút rất đông du khách khi tới thăm vịnh Hạ Long.